chỉ có 10202. Không cần văn tục văn tục, cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực. Vẫn cứ càng cực càng cực càng cực, bay cao đầy lực năng lực năng lực. Ơ, Tùng đất à? Không phải, là đất lòng. Vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dài khờ. Nhắm mắt ở giờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Nói chung là tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cậu có thích tớ hay không thì cậu nói mẹ luôn nhanh nhanh để tớ cần biết đường tới yêu người khác. Đó có phải là yêu hay không? Tại sao lại tìm người dạy? Đó không phải tự nhiên, tại sao tìm cách để xảy lại? Chỉ có 102. Đã hứa với nhau những gì, mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa. Hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Sao? Mình tạm chia tay nhau nhé, anh để ta biết được có yêu nhau không. Em xinh tươi hầu như lứa tôi trắng tròn. Anh 25 tuổi xuân cũng đã háo mòn. Bao phong ba chẳng lo ta sát dai kề. Thật tha chất phát đậm. Người đã nói sẽ yêu mãi ai, dù tháng năm đổi thay. Có ai tự nhiên muốn xa nhau mà làm cho trái tim mình nhói đau? Nên cô hiểu xem ta sẽ đi về đâu? Chỉ có 10202. Không cần văn tục văn tục, cưng cũng không gặp tăng lực tăng lực. Vẫn cứ cần tục. Dẫu bao nhiêu cơn giông anh mất đi em vẫn thế không ai. Đau 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 cũng giống anh. Nơi đây một lần để cô say ngọt ngào sẽ không bao giờ tàn phai. Anh.
em nhận ra tình này trao anh không giới hạn. Free. Nên giờ em lên đạn bắn hạ trái tim anh. Fire. Để anh ngồi chờ đợi mãi, mặc dù Facebook của em thì chấm xanh, anh phải nhấc điện thoại lên xem mỗi khi nó sáng, nhưng mess vẫn vắng tanh. Tin nhắn duy nhất ở trên màn hình là của thằng bạn nó mang anh. Vì anh cứ nhớ em, nhớ em, nhớ em, làm sao để từ bỏ được thói quen nhắn tin mỗi đêm. Chỉ có 10202